Anh ấy chính là Iolos, cung nhân mã có sức mạnh lớn nhất trong 12 cung hoàng đạo. Nhưng bây giờ anh ấy đã bị Sura của cung Maket và Saga của cung Song Tử truy đuổi suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Thân là thánh đấu sĩ vàng cao cấp, việc một địch hai chẳng thành vấn đề. Đánh không lại nhân mã, Saga buộc phải hy sinh thân mình ôm chặt lấy Iolos để Sura dùng kiếm thánh chém chết hai người. Cuối cùng Saga bị thiệt mạng tại trận mà Iolos cũng bị thương rơi xuống vùng núi Himalayas. Ở trong sơn động, anh ấy may mắn đã được một ông chú phát hiện. Lúc sắp chết, anh giao đứa bé trong tay cho ông ấy, dùng chút thần lực cuối cùng để giải thích cho ông ấy những chuyện đã trải qua. Ngoài ra, ở ngoài trái đất có một nơi gọi là Thánh Vực. Ở trong này không chỉ có giáo hoàng mang thần lực siêu mạnh, còn có thánh đấu sĩ vàng của 12 cung hoàng đạo. Vị thần mà họ bảo vệ chính là nữ thần Athena. Thánh Vực vốn dĩ rất hòa bình, thế nhưng có một ngày giáo hoàng tạo phản. Hắn ta vì muốn trở nên mạnh hơn mà mưu đồ cướp đi thần lực của nữ thần Athena. Cho dù đã bị Iolos ngăn cản, nhưng nữ thần vẫn bị biến thành một đứa trẻ. Mà đứa trẻ trong tay ông chú này chính là nữ thần Athena. Nhân mã thỉnh cầu ông ấy hãy chăm sóc tốt cho nữ thần, đợi sau 16 năm nữa khi thần lực của nữ thần thức tỉnh, những thánh đấu sĩ bảo vệ cô ấy cũng sẽ trưởng thành. Lúc đó nữ thần sẽ đưa theo bọn họ trở về thánh vực. Lời vừa dứt, nhân mã liền biến thành vô số ánh sáng vàng tan trong không khí, chỉ để lại một bộ thành giáp vàng. 16 năm dần trôi qua, ông chú năm nào đã rời khỏi trần đời mà Athena đã lớn trở thành một thiếu nữ. Lúc quản gia còn đang chuẩn bị nói rõ cho cô biết về thân thế của mình thì lại gặp phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Kẻ truy kích Athena chính là sát thủ do giáo hoàng phái đến. Lúc nguy cấp, thánh đấu sĩ Seiya đã kịp thời xuất hiện, anh ấy triệu hồi thành giáp tung ra tuyệt chiêu của mình, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Lúc Athena đang bị bao vây thì những thành đấu sĩ khác cũng đã kịp thời đuổi đến. Đầu tiên là Siru của Trăm Sao Thiên Long. Anh ấy xuất ra chiêu Lôi Sơn Thăng Long Bá, trong phút chốc đã hạ gục được kẻ địch. Tiếp đến là Hyoga của Trăm Sao Thiên Nga xuất ra chiêu Thạch Tinh Trần Quyền của mình, trực tiếp đánh kẻ địch tan thành nghìn mảnh. Cuối cùng là Jun của Trăm Sao Tiên Nữ, anh ấy dùng Tinh Vân Tỏa Liên trực tiếp đánh bay kẻ địch ra khỏi trái đất. Sau khi trận chiến kết thúc, các thánh đấu sĩ cũng nói cho Athena biết về ngọn nguồn sự việc. Thế nhưng lúc này, một nguồn ánh sáng từ trên trời chiếu xuống trực tiếp phá tan cả căn cứ trong tích tắc. Tiếp đến là một trận sấm chớp ập đến, một người đàn ông đi ra từ trong đám khói mù. Anh ta chính là thánh đấu sĩ vàng thuộc cung sư tử Aeolia. Đây chính là em trai của cung nhân mã Iolos. Hắn nhận lệnh của giáo hoàng đến đây để giết chết nữ thần Athena, lấy lại thánh giáp của anh trai. Hóa ra không lâu trước đây, giáo hoàng đã phát hiện ra Athena. Vì để che giấu sự thật, ông ta đã tạo ra một Athena bù nhìn, còn tuyên bố với bên ngoài rằng Athena ở trái đất là giả. Sau khi biết đối phương là kẻ địch, mọi người đều đồng loạt xông lên. Thế nhưng đứng trước một thánh đấu sĩ vàng, sức chiến đấu của cấp đồng như bọn họ căn bản là không địch lại. Nói cho cùng thì các ngươi cũng chỉ là thánh đấu sĩ đồng mà thôi. Nhìn thấy mọi người liều mạng bảo vệ mình như vậy, Athena cuối cùng cũng đã bạo phát sức mạnh của nữ thần. Nhìn thấy cảnh này, Aeolia sư tử liền ngây ra tại chỗ, bởi vì năng lực này chỉ có riêng Athena mới có. Điều này không khỏi khiến anh ta nghi ngờ giáo hoàng. Thế là anh ta đã tha cho Athena, nhưng thánh giáp của anh trai cũng phải lấy đi. Anh ta muốn trở về thánh vực tìm giáo hoàng hỏi cho rõ chuyện này. Nhưng sau khi Aeolia sư tử rời đi, không ngờ lại có một mũi tên lao ra từ trong bóng tối đâm thẳng vào người Athena. Đây là quà mà giáo hoàng đại nhân tặng cho nhà ngươi đấy. Sau khi bị tên đâm trúng, Athena trở nên cực kỳ yếu ớt, mà trong phút chốc mũi tên trên người cũng đã biến mất, chỉ lưu lại một dấu ấn kỳ lạ. Cùng lúc này, giáo hoàng cũng thông qua dấu ấn này mà hút cạn thần lực của Athena. Sau 12 giờ, khi thần lực mất đi, Athena sẽ chết đi vĩnh viễn. Lúc này, các đấu sĩ đồng cũng đã cảm thấy được điều bất thường, thế là bọn họ quyết định cùng nhau đến thánh vực, đánh bại giáo hoàng, cứu lấy Athena. Người này chính là thánh đấu sĩ vàng thuộc cung Bạch Dương Mu. Anh ta dùng thuật niệm chú tạo ra một bức tường băng không ai có thể đánh vỡ được. Lúc này Athena cuối cùng cũng đã dẫn theo các đấu sĩ đồng của mình đến được thánh vực. Thế nhưng nếu muốn tìm được giáo hoàng thì trước tiên bọn họ cần phải thông qua 12 cung hoàng đạo trước đã. Mà ở cung điện của mỗi cung đều được canh gác bởi một thánh đấu sĩ vàng. Cung điện đầu tiên được canh gác bởi thánh đấu sĩ Bạch Dương Mu. Đối diện với sự công kích của Seiya, Mu chỉ dùng tay tạo nên bức tường băng liền có thể chặn Seiya lại. Thế nhưng không ngờ rằng Mu lại chẳng hề có ý định tiếp tục ra tay, mà lại quỳ một chân xuống đất. Ngoài ra, Mu sớm đã biết được âm mưu của giáo hoàng, vậy nên vẫn luôn đợi Athena trở lại. Sau khi thông qua cung Bạch Dương, mọi người lại đến cung Kim Ngưu. Ở đây được thành đấu sĩ vàng Kim Ngưu Aldebaran canh gác. Seiya tiến lên rút chiêu Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, nhưng lại bị Aldebaran phản kích đánh bay ra. Thế nhưng anh ta không biết rằng Seiya có một kỹ năng bị động là mỗi khi bị kẻ địch phản kích sẽ càng trở nên mạnh hơn. Tiếp đó Seiya bật nhảy lên không trung lần nữa, xông về phía Aldebaran, dùng một quyền Thiên Mã Tuệ Tinh trực tiếp đánh gãy một bên sừng của anh ta. Lúc Seiya chuẩn bị tiếp tục tấn công thì Aldebaran lại đột nhiên quỳ xuống. Ngoài ra anh ta cũng giống như thành đấu sĩ Bạch Dương Mu, sớm đã biết sự thật rồi, chỉ là anh ta muốn kiểm tra thử năng lực của bọn họ mà thôi.
Sau khi thông qua cung kim ngưu, mọi người lại đến tiếp với cung cự giải. Người canh gác ở đây là thánh đấu sĩ vàng cự giải Desmas. Hắn ta là một cung nửa chính nửa tà, lấy việc giết người làm niềm vui. Cả cung điện treo đầy những chiếc mặt nạ người, đều là số người mà hắn ta đã giết hại biến thành. Nếu muốn thông qua cung cự giải thì nhất định phải đánh bại được hắn ta. Siru và Hyuga quyết định ở lại chặn hắn ta để Seiya và Shun tiếp tục đến chiến đấu ở cung tiếp theo. Nhưng hai đấu sĩ cấp đồng chắc chắn không phải là đối thủ của đấu sĩ cấp vàng rồi. Desmas chỉ dùng một chiêu liền có thể đưa hai người xuống cửa hoàng tuyền rồi. Siru muốn phản kháng nhưng ở đây Desmas chính là thần, không ai có thể là đối thủ của hắn cả. Rất nhanh Siru đã bị hắn đạp dưới chân nhưng lúc này Thánh Giáp cảm nhận được con quỷ khát máu trong cơ thể hắn nên đã lập tức rời khỏi cơ thể. Sau khi mất đi thánh giáp, Desmas cũng giống như một người bình thường mà thôi. Thế nhưng Siru lại không muốn thừa nước đục thả câu nên cậu cũng đã tháo gỡ thánh giáp trên cơ thể xuống. Xuất ra chiêu lôi sơn thăng long bá khiến hắn ta rơi xuống nham thạch đang nóng chảy. Mà lúc này Hyuga bị rơi vào cửa hoàng tuyền lại được thánh cung bảo bình cứu. Đối diện với sư phụ, Hyuga vẫn không hề chùn bước. Để bảo vệ Athena, Hyuga chỉ có thể đối đầu cùng sư phụ của mình. Nhưng điều khiến thánh bảo bình không ngờ đến là anh ta lại thua dưới chính tay đồ đệ của mình. Lúc này Seiya và Shun cũng đã đến được cung sư tử. Đối diện với sức mạnh của Aeolia, hai người căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Nhân cơ hội này, Shun lại tiếp tục chạy đến cung tiếp theo nhưng lại bị Aeolia cản lại. Lúc nguy cấp, thành đấu sĩ vàng xử nữ Sakka kịp thời xuất hiện. Thân là vị thần thân cận nhất của giáo hoàng, Sakka sớm nhận ra Aeolia đã bị ông ta khống chế rồi. Dưới sự dẫn dắt của Sakka, Aeolia cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự khống chế của giáo hoàng. Lúc này Seiya và Shun cũng đã đến được cung tiếp theo, cung Thiên Yết. Liệu bọn họ có địch lại sức mạnh khủng khiếp của đấu sĩ canh gác ở đây không? Vừa vào hiệp, trận chiến của bọn họ cứ như dân thường đánh nhau với mộng lệ vậy, một chút hy vọng chiến thắng cũng không có. Đối diện với sự công kích của thánh đấu sĩ vàng Thiên Yết Milo, hai thánh đấu sĩ đồng như họ căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Chỉ bằng một chiêu cô ta đã đánh hai người bay đến cung nhân mã, mà thánh đấu sĩ vàng Makesura nghe tin có thánh đấu đồng đến khiêu chiến cũng cảm thấy vô cùng hứng thú mà chạy đến cung nhân mã góp vui. Dưới sự công kích của Milo và Sura, hai người bị đánh đến không thể thở nổi nữa. Lúc nguy cấp, anh trai của Shun cuối cùng cũng đã đuổi đến nơi, anh ấy chính là người mạnh nhất trong số những thánh đấu sĩ đồng. Vốn nghĩ rằng sẽ có một trận quyết đấu kịch liệt xảy ra, kết quả lại bị Sura đánh ngã chỉ bằng một chiêu. Nhìn thấy đồng đội lần lượt ngã xuống, Seiya lại chật vật đứng dậy, Milo chuẩn bị xuất ra chiêu tinh hồng độc châm, muốn giết tận gốc Seiya. Kết quả lại bị Seiya nhanh tay tung ra đòn chí mạng trước. Lúc này, bức tường bên cạnh đột nhiên lại vỡ ra, bên trong lộ ra một tấm bia, đây chính là sự thật mà trước đây cung nhân mã đã viết để lại. Aeolia sau khi khôi phục ý thức đã cùng Sakka đuổi đến nơi, anh ta đã nói cho mọi người biết chân tướng, thế là mọi người đã cùng nhau liên thủ đối đầu với giáo hoàng. Nhưng Seiya lúc này đã bị thương nghiêm trọng, vì để cứu cậu ấy, Athena đã dùng hết thần lực còn lại truyền cho cậu. Lúc này sau khi giáo hoàng biết mọi việc đã bại lộ, hắn ta cũng không cần giả vờ nữa, trực tiếp mở ra không gian thứ nguyên, giết chết thánh đấu sĩ song ngư đang không có phòng bị. Tiếp đến hắn lại dùng thần lực tích lũy được trong bao năm qua làm tượng đá Anuob sống lại. Lúc này giáo hoàng cuối cùng cũng đã lộ mặt hắn ta, vậy mà lại chính là thánh đấu sĩ vàng song ngư Saga hóa thành. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Saga, sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì hắn muốn cướp lấy thần lực của Athena trở thành người mạnh nhất trên thế giới, mà thần lực hiện tại của hắn đã ngang với sức mạnh của thần. Nhìn thấy hắn ta lại muốn ra tay với Athena, Seiya liền xông đến, mà lúc này Seiya đã sở hữu sức mạnh của nữ thần Athena. Dưới sự trợ giúp của thần lực, Seiya chỉ dùng một quyền là đã có thể đánh bay hắn ta. Cùng lúc này, các thánh đấu sĩ vàng cũng đang có một cuộc tranh đấu kịch liệt với tượng đá. Dưới sự phối hợp ăn ý của bọn họ, tượng đá cuối cùng cũng bị đánh vỡ tan tác. Lúc mọi người còn đang thở phào nhẹ nhõm thì việc ngoài ý muốn lại xảy đến. Sức mạnh ác ma của Saga đã hoàn toàn bị đánh thức. Cơ thể của hắn ta đã biến thành một con quỷ, hắn tập hợp toàn bộ sức mạnh đánh một đòn về phía Athena. Lúc này Seiya dưới sự hỗ trợ của thánh giáp nhân mã đã trực tiếp thăng cấp thành thánh đấu sĩ vàng. Cuối cùng Seiya ôm lấy Athena, dương cung vàng. Dưới sự giúp đỡ của Athena, Seiya đã bắn ra mũi tên vũ trụ tinh thần đánh bại hoàn toàn Saga. Ánh sáng cuối cùng cũng đã chiếu đến thánh vực, nguy cơ đã được giải trừ. Cuối phim, Athena trở về thánh vực tiếp tục dùng thần lực của mình bảo vệ cho thánh vực và trái đất. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Thánh Đấu Sĩ. Câu hỏi kỳ này, các bạn có biết cung hoàng đạo của bản thân là gì không? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.